Xin chào các bạn nhé, mình đang cầm trên tay đây là một cái hộp đồ. Cái này thì mình có mua một ít đồ và mình muốn chuyển đến một cái người khác. Mình gửi đồ về Việt Nam cho gia đình. Thì những cái đồ này mình đã mua ở siêu thị, thuốc, các thứ ở bên Nhật để gửi về. Và cái hộp này thì mình cũng lấy luôn ở siêu thị. Các bạn có thể ra siêu thị mua đồ xong các bạn lấy hộp thoải mái. Thì các bạn về cắt gọt làm sao để cho nó gọn nhất, để mà lúc mình gửi đi cho nó dễ. Thì mình sẽ gửi đi xuống dưới tỉnh khác. Tuy nhiên thì thời tiết ở ngoài nó đang còn mưa tuyết nhiều, mình không có tiện mang đi, không đi xe đạp được để đi ra bưu điện đấy. Nên là mình sẽ hẹn người ta đến để lấy. Thì trước giờ thì các bạn hãy vẫn quen là hẹn để giao lại khi mà mình không có nhà. Tuy nhiên thì cái mình có thể là hẹn người ta đến để người ta lấy. Ví dụ khi các bạn muốn gửi một cái thùng hộp về xuống một cái người nào đấy mà mình gửi đồ, hoặc là xuống một cái công ty vận chuyển, và các bạn sắp tới mình sẽ gửi một số loa đài hoặc là ly hoặc là một số cái điện thoại các thứ, một số cái đồ khác to, thì mình không có ô tô không mang được, thì mình sẽ gọi người ta đến để chở. Để nhân tiện mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn, để cùng chia sẻ cho các bạn cái cách gọi nhân viên bưu điện đến nhà để người ta lấy đồ cho mình gửi đi. Okay. Đây các bạn, thì khi các bạn lên Google ấn vào để hẹn nhân viên đến nhà để gửi đồ thì nó sẽ ra rất là nhiều trang có hướng dẫn cái này. Thì mình sẽ làm luôn video cho các bạn dễ hình dung nhất. Đây thì có cái đường link ở đây, saku.kurenekoyamato.co.jp. Các bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra vận tải Yamato như này. Thì ở đây thì mình đã để dịch luôn tiếng Việt, và các bạn có thể cài thêm cái Google cái tuyển dụng vào. Còn không thì để luôn tiếng Nhật thì cũng rất là dễ thôi. Ở đây thì có rất là nhiều cái kiểu gửi đồ này. Ví dụ như là đây là thành viên này. Ở đây là gửi trong nước này. Ở đây là gửi đi quốc tế hoặc là gửi bằng máy bay này. Đây là gửi đến chân gôn, đây là gửi đến khu trượt tuyết và gửi đến các nhà khách sạn thứ. Như mình muốn gửi trong nước, mình sẽ vào Kokunai Okuru. Nó cũng rất là đơn giản, các bước nó rất là dễ thôi. Thì đầu tiên thì các bạn là chọn cái địa điểm mà mình muốn hẹn nhân viên đến để mình gửi đồ. Em vào đây là đầu tiên đây. Thì ở đây thì các bạn ấn tên của các bạn vào. Đầu tiên là ấn tên của bạn là gì. Ở dưới này là Furigana bằng Katakana nha bạn. Đây là mình sẽ hẹn cái địa chỉ là người ta đến nhà của mình hay là đến nhà khác để mình hay là mình hẹn cho người khác để lấy, thì mình hẹn đến nhà của mình. Đây mình sẽ điền số bưu điện vào. Mình sẽ tìm kiếm địa chỉ. Và nó sẽ hiện ra thì các bạn sẽ chọn thôi. Đấy thì ở đây thì các bạn sẽ ấn tiếp với khu vực và cái thị trấn ở trong khu vực này thì bạn ở khu nào. Ở dưới này là cái bạn đang ở chung cư nào hay là cái mansion nào. Bạn sẽ điền vào. Rồi tiếp theo là số điện thoại mình, dưới này là email. Dòng dưới là xác nhận thêm một lần nữa cái email của bạn, kunitame. Rồi cái thông báo thì người ta muốn thông báo qua, mình muốn nhận thông báo qua mail, smartphone, PC hay là qua số điện thoại thì mình sẽ qua mail thôi vì nó không cần thiết lắm. Dưới này thì nó là cái đăng ký thành viên của Yamato, mình cũng không cần đăng ký làm gì cả. Nếu mà các bạn đăng ký thì lần sau sẽ có luôn cái địa chỉ để các bạn vào, các bạn muốn gửi gì thì nó mặc định luôn, các bạn không phải điền nữa, cũng rất là tiện. Nhưng mà mình thì lâu lâu mình mới gửi nên là mình không cần thiết. Rồi các bạn tiếp tục. Rồi ở đây thì nó bảo lỗi cái tên của mình. Mình đang lỗi cái tên thì mình sẽ cho là hai lần katakana luôn để cho nó ok.
rồi lần có tác con A thì nó ok ngay rồi. Khi các bạn ở đây thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ và thông tin của bạn nữa, mail, số điện thoại, rồi cái nhà tiếp theo của bên này thì các bạn muốn gửi theo cái dịch vụ gì, tặc Qbin hay là chuyển phát nhanh hay là gì, thì mình sẽ gửi tặc Qbin để đến tận nhà. Và phương thức thanh toán thì mình sẽ thanh toán khi nhận, khi gửi hàng. Còn bên này là người nhận hàng sẽ gửi tiền, trong trường hợp của mình gửi đồ, mình cầm đồ cho người ta xong mình gửi cho người ta thì người ta sẽ trả tiền, mình nhận tiếp tục. Rồi là xong hai phần. Và bên này thì nữa là cái ngày giờ và các bạn muốn nhân viên đến để lấy đồ thì mình sẽ chọn vào ngày mai. Giờ giấc thì mình sẽ chọn trong buổi sáng này, mình sẽ chọn trong buổi sáng này để trước 13 giờ. Rồi ở dòng tiếp theo thì là cái tem phiếu mà khi mà bạn gửi đồ phải ghi thông tin ấy, thì bạn đã có trước hay là các bạn cần khi người ta đưa đến, khi đến người ta lấy đồ thì có luôn thì mình sẽ chọn là khi người ta đến thì mình cần. Và giờ này thì là cái địa chỉ mà mình muốn gửi đồ đến, mình sẽ ấn vào. Rồi tên của người nhận, đây là cái địa chỉ của người ta. Rồi mình nhắn tìm kiếm như cái lúc nãy của mình thôi thì nó sẽ ra một cái địa chỉ luôn, Shizuoka luôn. Thì mình sẽ lại tiếp tục ấn vào cái như lúc nãy của mình thôi, địa chỉ thôi. Bây giờ này là số phòng của người ta. Rồi thế là xong cái địa chỉ của người nhận hàng. Rồi tiếp tục chỗ này thì mình ấn số điện thoại, có gì có thì ấn mà không có thì thôi. Xong mình ấn tiếp tục, nó sẽ hiện ra xác nhận một lần nữa. Và chỗ này thì có cái yêu cầu gì, mình muốn gửi đến ngày nào không, thì mình gửi muốn gửi đến ngày chủ nhật chẳng hạn. Thì mấy giờ thì mình sẽ gửi từ 18 giờ đến 20 giờ chẳng hạn. Đấy là cái khung giờ mà mọi người có đi chơi hay đi làm về thì cũng về rồi, nên dễ. Mình đây là mình yêu cầu tại cái thời điểm đón, nghĩa là thời điểm mà mình gửi hàng ấy, có yêu cầu gì không. Mình ghi là 9 giờ đến 10 giờ đi, cho thuận tiện. Rồi ok, mình xác nhận lại nội dung này và cái nội dung của khách hàng và cái gói hàng thì mình gửi một gói. Và đây thì cái hàng này là hàng gì, bánh kẹo hay là hàng cấm hay là hàng dễ vỡ gì đấy, thì mình chọn bánh kẹo thôi. Bánh kẹo thì mình sẽ ghi là cái bánh kẹo này, người ta hỏi bánh kẹo là gì thì mình ghi là cái gói bánh gạo chẳng hạn. Rồi còn bên này là cái điện thoại của khách hàng, điện thoại của người nhận, hãy nhận đi vì không có nên là cũng không biết ghi thế nào, thì mình sẽ ghi cái tên của người nhận thôi, còn số điện thoại thì có thể là không có. Đây các bạn có thể ấn luôn tương tự như này cho nó nhanh và quyết định. Đây nó sẽ hiện ra một lượt nữa cái thông tin mình muốn gửi đi đâu, từ đâu đến. Đây đây là cái địa điểm gửi, địa điểm nhận và địa điểm gửi. Đây thì giao hàng bên này là chỉ nhận nhận hàng các bạn. Xong mình nhận ok, đăng ký cái nội dung mà yêu cầu gửi hàng. Đấy như thế là mail mình đã đăng ký thành công. Sau khi đăng ký thành công thì nó sẽ có một cái mail gửi về cho mình ngay lúc đăng ký thành công thôi, rất là nhanh, mail tự động. Đây thì có mail của Yamato, nó yêu cầu gửi hàng của mình. Đấy đã xác nhận là đã gửi yêu cầu thành công, vậy là đã xong cái việc yêu cầu gửi hàng. Đấy, thì rất là đơn giản các bạn, thì cần mất vài phút đó bạn làm theo được, không cần phải kích mang hàng ra ngoài Yamato hoặc là bưu điện gì cho nó nặng và trời mưa gió
xe không đi được, đi bộ rất là mệt. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại trong các video lần sau.